Hello mọi người, đối với hầu hết những chiếc tai nghe không dây trên thị trường hiện nay, việc cập nhật firmware thường xuyên sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm ổn định và thú vị hơn. Và hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cập nhật firmware cho chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Trueless 2 này. Trước khi tiến hành thì các bạn hãy lưu ý giữ mức pin của tai nghe tối thiểu 70% giúp mình nha. Việc đầu tiên các bạn cần làm là kết nối tai nghe với điện thoại. Tiếp theo, các bạn tải và cài đặt ứng dụng Sennheiser Smart Control từ App Store hoặc là Play Store. Khi app đã được cài đặt thành công thì các bạn hãy mở nó lên để tiến hành thêm tai nghe. Xong bước vừa rồi, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng hình bánh răng ở góc phải phía trên màn hình để vào phần cài đặt. Nếu máy hiện thông báo như vậy, tức là đang có một bản cập nhật mới, các bạn chỉ việc nhấn Install và làm theo những hướng dẫn là được. Hoặc là bạn nào lỡ nhấn nút Later thì vẫn có thể vào một firmware version. Quá trình này thường sẽ mất khoảng từ 5 cho tới 10 phút, nên anh em hãy kiên nhẫn đợi một tí nha.